Theo thỏa thuận, Pháp sẽ trả lại Nga toàn bộ số tiền nước này đã thanh toán theo hợp đồng để đóng hai chiếc tàu gồm 893 triệu euro. Ngoài ra, Pháp phải bồi thường cho Nga chi phí sản xuất các thiết bị và đào tạo nhân sự cho hai chiếc tàu Mistral gồm 57 triệu euro. Như vậy, toàn bộ số tiền Pháp phải trả cho Nga là 950 triệu euro. Các nghị sĩ cho rằng thỏa thuận này đạt được sẽ cho phép Pháp duy trì quan hệ bình thường với Nga, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết các cuộc xung đột tại Syria và Iraq. Hồi đầu tháng 8, Pháp và Nga đạt thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán hai tàu sân bay trên. Sau đó, ngày 23 tháng 9, Pháp cho biết Tổng thống François Hollande và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã đạt thỏa thuận trên nguyên tắc về điều kiện để Ai Cập mua hai chiếc Mistral này. Nga và Pháp ký hợp đồng đóng hai chiếc tàu Mistral năm 2011. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2014, Paris quyết định ngừng việc chuyển giao tàu Mistral cho Moscow do mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây về cuộc xung đột tại miền đông Ukraine.